Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, 30 năm tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có 20 năm tham gia Bộ Chính trị, 20 năm tham gia Quốc hội, đồng chí Trần Quốc Hoàn là cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Gần 300 tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm đã giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc đời của đồng chí Trần Quốc Hoàn và những năm tháng hoạt động cách mạng, cống hiến cho đất nước của ông. Khi được trở về đây, thì chúng tôi rất là bồi hồi, xúc động vì là mình đã được trở lại cái thời niên thiếu của mình. Và ở đây chúng tôi cũng đã được ông chăm sóc và ông giáo dục, bồi dưỡng để cho đến ngày nay thì đã trở thành chiến sĩ công an. Tiếp bước của ông và những cái lời dạy của ông thì chúng tôi cũng luôn luôn truyền đạt lại cho các con cháu mình. Chúng tôi, những người làm công tác văn hóa trong lực lượng công an nhân dân thì rất muốn là sẽ lan tỏa tấm gương mẫu mực sáng ngời của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến không chỉ là đối với cán bộ chiến sĩ, các cái học viên trong lực lượng công an nhân dân mà còn đối với quần chúng nhân dân và cả khách quốc tế đến tham quan bảo tàng, đến tham quan di tích. Triển lãm mở cửa tại Bảo tàng Công an Nhân dân, phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2021.